Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dần xuống phía Nam, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động mạnh dần lên. Vì vậy, các khu vực trong tỉnh từ chiều tối ngày 14 tháng 7 đến sáng ngày 15 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn tập trung ở các huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Văn Bàn, thị xã Sapa, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai và thành phố Lào Cai. Từ chiều tối và đêm ngày 15 tháng 7, cường độ mưa giảm. Nắng nóng trên khu vực tỉnh thì có khả năng kéo dài đến hết ngày 17 tháng 7. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ, khu vực vùng thấp. Vì vậy, người dân cần đề phòng các dạng thiên tai trên xảy ra. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%.